Một lần nữa Thùy Dương xin kính chào tất cả quý khán giả của chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Thưa quý vị, là trong cuốn Asia Đám Cưới Đầu Xuân vừa rồi thì có một nhạc phẩm được quý vị yêu mến mà phải nói là được bình chọn là nhạc phẩm được yêu mến nhất trong chương trình đó. Đó là nhạc phẩm Ngày Em Đi Lấy Chồng. Thì ngày hôm nay Thùy Dương được cơ hội mời người tác giả của nhạc phẩm Ngày Em Đi Lấy Chồng lên với chương trình Asia Channel của chúng ta, cùng với một người nam ca sĩ mà đã chuyên chở dòng nhạc của người tác giả này. Xin quý vị chào đón nhạc sĩ Lê Đức Long và ca sĩ Mạnh Đình. Lê Đức Long xin kính chào tất cả quý khán giả của Asia Channel. Chào Thùy Dương. Mạnh Đình xin kính chào quý khán thính giả của đài Asia Channel. Chào em, Thùy Dương. Chào anh Mạnh Đình. Anh Mạnh Đình thì cũng mới đến với quý khán thính giả trên chương trình Asia Channel. Tuy nhiên là vì cái sự gắn bó của anh với dòng nhạc của Lê Đức Long, một chương trình rất là đặc biệt mà một lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về cái chương trình này. Nhưng mà đối với nhạc sĩ Lê Đức Long đó, thưa quý vị, là ở ngoài đời đó là phải nói là hơn 2 năm nay rồi là Thùy Dương gọi là bác Long ở ngoài đời. Và cái hôm nay đó Thùy Dương cũng bác Long. Thế là Mạnh Đình ố chết, bác Long hả? Bác Long mới ngồi bên cạnh nói không, bây giờ bác một lát nữa anh liền là đúng không? Cho nên là anh Long. Thank you, cảm ơn. Và bác sáng hôm nay á là nhạc sĩ Lê Đức Long cũng đã viết email cho Thùy Dương nói dặn là con đừng có gọi bác là bác nha, con phải gọi là anh. Bây giờ đó là nhạc sĩ Lê Đức Long là, thưa quý vị, là tác giả của rất là nhiều những nhạc phẩm thật là nổi tiếng mà chúng ta đã nghe và đã biết từ trước đến nay, ví dụ như là Ngày Em Đi Lấy Chồng như là Thùy Dương mới nói. Ngoài ra thì chúng ta còn có là nào là Tình Xuân, Anh Là Tia Nắng Trong Em viết với Trúc Sinh, chúng ta còn có Đừng Hỏi Vì Sao, Tiễn Đưa, hoặc nhạc phẩm Vì Yêu Đó Anh. Thì anh Long cũng có chia sẻ trong cái email mà anh gửi cho Thùy Dương trong thời gian gần đây về cái sự nghiệp của anh đối với sáng tác. Thì anh có thể chia sẻ là cũng ít khán giả biết nhiều về Lê Đức Long, có thể là vì là anh là một người cũng rất là kín đáo, nhưng mà anh cũng hình như là ít ra ngoài nhiều. Đúng thì vậy. Anh Long có thể chia sẻ cho cái khán giả về cái sự nghiệp sáng tác của mình cũng như là cái vai trò là một người nhạc sĩ. Long chưa bao giờ nhận mình là một nhạc sĩ, chưa bao giờ. Có lẽ là thuộc về nghiệp dư hay đúng hơn, tại vì cái nhu cầu về nhạc đối với Long thì giống như là không phải là để sinh sống bởi cái nghề này, cho nên chỉ là một thú thích vui, vui thú thích thì biết thôi. Amateur. Cho nên nó cái nhu cầu nó không cần thiết đối với Long về vấn đề sinh sống, về vấn đề đó, cho nên chỉ khi nào thích và viết, vui và viết. Long viết nhạc từ bắt đầu bắt tập viết từ hồi năm 83-84. Hồi đó cũng chưa biết nhiều về nhạc. Và trong gia đình từ xưa tới giờ chưa ai biết về nhạc cả. Cho nên cũng hơi ngạc nhiên, biết tại sao mình ở trong cái có cái máu ở trong đó. Và có lẽ cũng có là một cái phần duyên, cái may mắn được biết Trúc Hồ, biết gia đình Trúc Hồ thân thiệt, tức là thân với gia đình Trúc Hồ. Biết Trúc Hồ từ hồi ngày mới sang, từ 16-17 tuổi. Rồi Trúc Hồ với chơi nhạc trong cái nightclub của Long hồi đó, có chung với một partner là nhạc sĩ Vô Thường, mở cái Ritz hồi năm 82-83 đó. Rồi từ đó biết Trúc Hồ, từ đó với đi gần gũi với nhạc nhiều hơn, và từ đó đi với viết được nhiều hơn. Và sau này thì gắn bó hơn với em của Trúc Hồ là nhạc sĩ Trúc Sinh. Sau khi Trúc Sinh qua đây thì anh em có tình nghĩa với nhau nhiều, gắn bó với nhau nhiều, thương yêu nhau nhiều, cho nên có cái sự gần gũi với nhau. Rồi từ đó thì cái môi trường viết nó được rộng ra hơn, nó được mở ra lớn hơn. Tên tuổi của Lê Đức Long ngày hôm nay cũng một phần về nhờ gia đình Trúc Hồ, tại gần gũi nó có lẽ là cái duyên, là cái duyên. Tại vì thường thường là khi mà gia đình của anh Hồ đó, thưa quý vị, mà có một cái tiệc chẳng hạn như sinh nhật của ai mà hầu như là sinh nhật nào cũng có một cái tiệc, cho nên là và gia đình của anh Hồ thì rất là nhiều người, mà mỗi khi mà có cái tiệc á, thì lúc nào Thùy Dương cũng thấy sự hiện diện của nhạc sĩ Lê Đức Long. Anh Mạnh Đình, em biết là anh là một trong những người ca sĩ mà đã hát rất nhiều những bài nhạc của Lê Đức Long, thì anh có thể chia sẻ cơ duyên
lần đầu tiên anh hát nhạc phẩm của Lê Đức Long đến từ lúc nào, từ bao giờ, và có thể là một cái kỷ niệm hay một cái bài hát nào mà làm cho anh nhớ nhất về cái người nhạc sĩ này? Người nhạc sĩ đã đang ngồi bên cạnh anh cho nên mình cẩn thận. Tại vì lần đầu tiên anh nhớ rằng là năm hồi 1985. 85? À, à không, à, 95. 95 em ạ, à, xin lỗi, 95. Thì là Asia đã quay một cuốn video ở bên Montreal. Đấy thì tại vì từ trước đến giờ là khi mà anh vừa mới vào với lại trung tâm Asia là anh cứ thường hát những cái dòng nhạc của bác nhạc sĩ Anh Bằng. Nhưng mà tại vì dòng nhạc của anh Lê Đức Long có thể rằng là có thể là Asia cũng có thể nghe được và cũng thấy được là anh cũng có thể chuyên chở được một cái giọng của anh, có thể hát được những cái dòng nhạc êm dịu như là của anh Lê Đức Long. Trên mới là anh Asia mới chọn cho anh một cái bài hát mới. Anh không biết có đâu là phải bài lúc đó là phải bài hát mới không anh hay thế nào? Bài hát mới, nhưng mà lần đầu tiên là ca sĩ Anh Khoa hát. Vâng, em có cũng có nghe. Anh Khoa. Vâng. Anh Khoa. Thì anh lại được Asia giao cho anh cái bài hát là Tình Xuân. Tình Đấy, Xuân. Thì anh lúc đó cái anh bài cũng đó có phải là em này em. Cái điệu nhạc của nó rất là dễ thương. Sau này thì anh tại vì khi mà mình đã hát quen với lại một cái original cái nhạc đó rồi, thì bây giờ sau này nếu mà có hòa âm lại cái cách khác ấy, thì anh cảm thấy nó không hay. Tại vì từ lúc đầu là anh khi hát cái bài đó là sau khi mà hát xong cái bài đó và cuốn video đã phát hành thì anh nghe được feedback rất là nhiều. Về là anh Đình hát cái bài đó rất là dễ thương. Đó là một cái bài hát dễ thương. Trước hết là họ khán giả đã phê bình về cái bài hát trước. Và sau này mới là từ từ mới nói đến là mới hỏi rằng là đó là cái sáng tác của ai. Thì anh mới nói đó là sáng tác của một nhạc sĩ cũng là amateur thôi. Cũng không hẳn là gọi là professional. Nhưng mà chính thật sự ra lúc đó anh cũng chưa biết anh Lê Đức Long là ai. Sau này anh mới biết anh Lê Đức Long là vô Asia chơi thì anh mới biết ồ, đây là cái người đã sáng tác ra bài hát này. Vâng. Và thưa quý vị, là nhạc phẩm Tình Xuân trong thời gian gần đây, nếu mà Thùy Dương nhớ không lầm là cũng là do Quốc Khanh trình diễn trong cuốn Asia 60 vừa rồi thì phải. Vâng, anh Long có thể chia sẻ là em đối với những dòng nhạc của anh thì có rất là nhiều những ca sĩ trẻ từ trước đến nay phải nói là chuyên trở một cách thật là thành công. Chúng ta có nào chẳng hạn như Đừng Hỏi Vì Sao là hình như là Lê Nguyên với Thùy Hương cũng mới hát. Philip Huy là hát đầu tiên. Thì trong những cái dòng nhạc của Lê Đức Long, em thấy là cũng có ảnh hưởng rất là nhiều cái sự trẻ trung của Sĩ Đan và của Trúc Sinh. Thì Thùy Dương không có biết là đối với nhạc sĩ Lê Đức Long đó, thì cái dòng nhạc mà anh viết đó, là anh thích những cái nhạc phẩm trẻ trung như thế vậy, hay là anh thích những cái nhạc phẩm mà có thể nhiều khi nó quê hương hơn hay nhẹ nhàng hơn? Tại vì trong thời gian gần đây thì cũng có anh cũng có sáng tác một số những nhạc phẩm mà nó hết đi cái con đường trẻ trung, mà nó có vẻ là nó trưởng, không phải là trưởng thành hơn, mà nó sâu đậm một cách mà về đời sống và... Đúng vậy. Dạ. Có lẽ phải cái tuổi tác, cho nên về sau này đi vào cái hướng thiện nhiều hơn. Có lẽ vậy. Long thì về vấn đề nhạc lý nó không được nhiều lắm, được giỏi lắm. Học rất là hạn chế, tự học lấy. Cho nên những cái gì của Long viết rất là đơn sơ, mộc mạc. Và những kể cả những lời hát nó rất đơn sơ, mộc mạc. Và nó dễ đi vào người ta, nó bình dân và nó dễ nghe. Và cái dòng chính của Long không phải là của riêng Long, mà của mọi những nhạc sĩ đã trước đã đi qua. Long copy của tất cả mọi người, gom lại của mình, làm của mình. Về sau này thì mấy năm về sau này Long bắt đầu viết về những bài hát nó có cái tính chất sâu đậm hơn về tình người, về tâm lý, về cái chiều sâu của con người hơn, chứ không còn lông bông như ngày trước thích gì viết đó. Một những cái bài hát sau cùng mới viết cho cái hội Hope Lyric nói về xin cảm ơn, bài này sẽ được trình diễn trong cái buổi show ngày hôm đó. Và đồng thời một cái hãng phim bên Việt Nam họ xin cái bài đó để dùng đó cho một cái phim của họ. Và cái phim đó sẽ là bài này sẽ là bài chính trong cái cuốn phim của họ. Thưa quý vị, là Thùy Dương xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Đức Long đã chia sẻ
Một lát nữa đây chúng ta sẽ nói thêm về dòng nhạc của Lê Đức Long trong thời gian gần đây, cũng như là những cái hướng đi thiện của dòng nhạc của Lê Đức Long. Thì Dương xin quý vị hãy giữ màn hình và chúng tôi sẽ quay lại trong giây lát. Chào đón quý vị trở lại với chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Thưa quý vị, là chúng tôi đang nói chuyện với hai người, hai nhân vật rất là đặc biệt. Đầu tiên nhất là nhạc sĩ Lê Đức Long, của những bài hát rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây như Tình Xuân, Ngày Em Đi Lấy Chồng hoặc Đừng Hỏi Vì Sao. Và bên cạnh đó là nam ca sĩ Mạnh Đình, mà cũng là một trong những người mà đã chuyên trở dòng nhạc của Lê Đức Long cũng một thời gian khá dài. Bây giờ đó, trước khi mà Thùy Dương quay lại với nhạc sĩ Lê Đức Long đó, thì anh Mạnh Đình, em muốn hỏi anh về cái duyên nợ của anh với trung tâm Asia. Duyên nợ thì đúng, có duyên với lại Asia từ khi anh đặt chân sang nước Mỹ. Anh cũng đã có nhiều cái câu hỏi này thì cũng là anh cũng nói đã rất nhiều rồi. Thì từ khi anh đặt chân sang nước Mỹ này là năm 1992, trên bắt đầu vừa mới năm 93 là anh đã làm việc với Asia từ lúc đó cho đến đây. Vâng. Thì chắc là quý khán thính giả cũng biết nhiều về cái thời gian mà Mạnh Đình đã gắn bó với lại duyên nợ với lại trung tâm Asia. Mà cái duyên này hình như nó không có hết, hình như trả hoài không thấy hết. Tại vì em không biết là, thưa quý vị, em không biết là cái này nó phải là cái nhận xét đúng hay không, nhưng mà hình như là cũng có một thời gian anh Mạnh Đình cũng có ý định là anh cũng không có muốn... em không biết là cái này có đúng hay không, nhưng mà không muốn hát nữa hay là không muốn trở lại nữa. Trung tâm có mời, chương trình nào cũng mời hết. Mà có Mạnh Đình hay không là do cái sự quyết định của Mạnh Đình. Thì bây giờ cái nợ này em thấy hình như là vẫn còn, phải không? Thì thật sự ra là thì là anh ký hợp đồng chung với lại, anh ký hợp đồng contract với lại Asia là trong vòng 4 năm. Đấy, thì anh muốn được freelance. Thì sau đó thì anh có đi ra ngoài, anh có hát để mình có thể hát cho các trung tâm. Mà trong cái thời gian mà mình ký với lại trung tâm Asia thì mình phải có những cái sự phải có cái sự hạn chế. Mình phải có cái gắn bó. Nhưng mà khi mà anh hết contract thì bắt đầu anh ra ngoài thì anh có thể bắt tay và hát cho nhiều trung tâm, thì có thể rằng là mình lúc đó giống như là đại khái người ta gọi là đủ lông đủ cánh đó. Thì mình cũng muốn bay nhảy tí xíu, nhưng mà bay đi đâu thì bay, nhưng mà hình như cái tổ ấm của anh vẫn là trung tâm Asia. Đấy, cho nên là đi đâu thì đi, nhưng mà lúc nào anh cũng vẫn trong đầu của anh, lúc nào anh cũng nghĩ rằng là Asia là number one và Asia là hàng đầu và số một của anh. Đấy, cho nên là như thế. Còn nếu mà nói là trong thời gian mà ấy thì không phải, để có gì anh nghĩ rằng là trong thời gian sau gần đây thì anh cũng mình cũng cảm thấy rằng là thì về cái nghề ca hát thì lúc nào cái đợt sóng sau cũng phải, nó phải trồi lên với đợt sóng trước. Thì anh cũng cảm thấy rằng khi mà anh ra ngoài anh hát thì anh cũng cảm thấy rằng là Asia cũng đã có nhận thêm các gà, các những thế hệ sau, gà mới đấy. Thì tụi anh không phải là vì anh cứ mình cũng có những cái hoàn cảnh, chẳng hạn những cái show bên ngoài thì mình cũng phải, nó lại rơi vào nhằm những cái lúc mà Asia quay video đấy, chứ không phải là anh không nhận đấy. Đấy, cho nên là thì khi mà mình đã ra được bên ngoài, mình hát bên ngoài rồi thì nó lại có những cái mà mình phải, khi mà mình phải hợp đồng với người ta thì mình lại phải giữ đúng cái hợp đồng đó, thì mình lại không về lại được với trung tâm Asia. Đó là như vậy. Em hiểu. Và thưa quý vị là duyên nợ với Mạnh Đình và trung tâm Asia vẫn còn và còn rất là dài. Và cũng mới trong thời gian gần đây là hai anh em cũng, anh Mạnh Đình cũng mới thu chương trình mới nhất của trung tâm Asia, cho nên là quý vị cũng sẽ được đón xem Mạnh Đình trên sân khấu của trung tâm Asia còn lâu dài. Trong cái nghiệp ca hát này không có phải rằng là khi mình làm việc chung với nhau, nó thật sự ra là mình phải có duyên đó em. Không, nếu mà không nói chữ không có duyên không đúng đâu, là có duyên đó. Chứ còn có những giọng hát hoặc là có những người cũng rất là lúc
một trong lúc ban đầu thì Asia vừa mới nhận vào để contract, thì trong một thời gian thôi, thì khi mà những người đó không có duyên thì nó chia tay nhau nhanh lắm. Đấy thì giữa Asia và các ca sĩ thì nó có duyên có nợ, cứ như vợ chồng vậy đó. Vợ chồng vậy đó. Ừ, có duyên thì ở em ạ. Ừ. Anh Long, lúc nãy đó anh có nói sơ một chút về cái hướng đi nhạc thiện của anh trong thời gian gần đây, và với đặc biệt nhất là với nhạc phẩm Xin Cảm Ơn. Anh Long có thể chia sẻ cho Thùy Dương cũng như là quý khán giả về cái nhạc phẩm này, cũng như là tại sao lại có cái nhạc phẩm này? Tức là một cái duyên, cũng là một cái duyên. Trong khoảng thời gian vừa qua, Long không có viết nhiều. Nhưng mà sau này, cái đợt vừa qua, có một người bạn thân giới thiệu qua cái hội Hope Clinic, hội Y tế Hy vọng. Rồi được mời theo như là một nhân chứng đi về Việt Nam, đi theo hội thiện nguyện để xem họ làm việc như thế nào. Từ xưa đến giờ thì Long thấy cũng như mọi người chúng ta đều ở nhà thấy những hội thiện nguyện đi đây đi đó, họ quyên tiền mà không biết họ làm cái gì với số tiền đó. Họ tổ chức như thế nào, họ đi đến đâu, họ làm việc gì và thực tế như thế nào mình không thấy rõ. Có khi hình ảnh có thể họ tạo ra được để mang về. Chuyến vừa qua, Long đã đi nhiều chuyến về nhiều hội thiện nguyện khác nhau, nhưng mà chuyến vừa qua đặc biệt, Long đi sát với tất cả mọi người trong cái chương trình này. Long thấy, khi thấy đi rồi mới thấy cái xã hội bên Việt Nam có nhiều... mình ai cũng biết rằng xã hội Việt Nam có những người nghèo khổ cần giúp đỡ. Mà cái hay hơn hết mà Long nhìn thấy là tất cả những người có trí thức, thí dụ như bác sĩ, y tá và những người có cái địa vị cao cũng như là tiền của, Long về mới nhìn thấy những người đó họ đưa tâm huyết của mình ra, họ đưa sức lực của họ ra, đưa tất cả những gì họ có để đi giúp những người nghèo. Nhìn thấy tận mắt những người đó, họ nâng niu từng người bệnh nhân, họ chăm sóc từng người, những người đau khổ. Cho nên cái đó nó động lòng của mình, nó làm cho mình xúc động. Và từ đó nó lấy ra cái bài hát là Xin Cảm Ơn. Long muốn thay mặt tất cả những người chịu ơn của những người đó, Long muốn giúp những người chịu ơn, tạ ơn, cảm ơn lại những người kia. Mà thực sự người kia là những người xứng đáng được mang cái ơn đó, là tại vì họ mang bàn tay ra, tâm huyết của họ ra, sức lực của họ ra, bao nhiêu giờ thời giờ quý giá của họ, họ đi phục vụ những người khác. Và những người đó là những người trí thức, bác sĩ, y tá, mà Long chuyến vừa qua Long thấy như vậy, thấy cái tấm lòng của họ bao la, tấm lòng họ vị tha và từ bi rất là đẹp. Cho nên từ đó mới ra cái bài Xin Cảm Ơn, viết ra để tạ ơn những người đó, để tri ơn những người đó đã có những tấm lòng tốt đẹp như vậy. Cho nên bài đó đã được viết ra. Khi viết ra, vô tình ở bên Việt Nam có một hãng phim gọi là Sina Film, họ đang quay một cuốn phim nó tương tự cái hình thức như vậy, họ mới xin cái bài đó để họ dùng để làm cái chủ đề cho cái bài hát mở đầu cho cuốn phim, mới được thâu xong. Thì cái bài đó sẽ được dùng trong cái cuốn video vừa qua của cái chuyến thương về miền Trung mà Long đi theo cái phái đoàn thiện nguyện đó, Hội Y tế Hy vọng về miền Trung làm một cái chuyến đi khám bệnh miễn phí. Thì họ về họ làm cái cuốn video, thì Long muốn dùng cái bài này đi vào trong cuốn video đó cho một cái ý nghĩa cảm ơn những người thiện nguyện viên, tất cả những người ân nhân đã bỏ tiền để giúp đỡ những người thiện nguyện viên, giúp đỡ những người nghèo. Cho nên cái ngày tổ chức này, Long được mời vào để giúp đỡ cho cái hội này. Thực sự Long chỉ là một người nhân chứng trong cái chuyến đi vừa qua để thấy những cái gì đã xảy ra. Anh Long có nói là có bao nhiêu là hội thiện nguyện viên mà không biết là họ gây quỹ xong họ làm cái gì với cái tiền. Thì Thùy Dương cũng được rất là nhiều người đặt cái câu hỏi này, tại vì Thùy Dương cũng có tham gia một số vào những cái cơ quan phi chính phủ. Đối với quý vị mà thắc mắc về những cái hội thiện nguyện, Thùy Dương xin quý vị, nếu mà quý vị muốn biết thêm, quý vị hãy gọi cho cái hội thiện nguyện viên đó, quý vị lên mạng của họ, quý vị đi vào những cái tài chính chi tiết của họ để cho mình biết là những cái hội này đang làm về những cái công việc gì. Đúng vậy. Và cái điều thứ hai là, như là nhạc sĩ Lê Đức Long đã khi mà có cái sự thắc mắc, đã đi vào và muốn đóng góp, và khi mà đóng góp thì mới thấy được cái công việc làm của cái hội thiện nguyện. Ví dụ như chúng ta đang nói đây là hội Y tế Hy vọng. Và ngày hôm nay
thật sự ra một trong những cái mục đích chính, ngoài cái mục đích để cho quý vị gặp gỡ Lê Đức Long cũng như là nói chuyện thêm với Mạnh Đình, là để giới thiệu đến quý vị một cái chương trình gây quỹ với tựa đề là Hy vọng cho người. Và thưa quý vị, đây là một cái chương trình gây quỹ mà sẽ được xảy ra vào ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 5 2011. Và trong cái chương trình này thưa quý vị thì sẽ có những tiếng hát đến với chương trình để với cái niềm hy vọng là gây quỹ cho Hội Y tế Hy vọng. Thưa quý vị, ngày hôm đó thì chúng ta sẽ có sự hiện diện của tất nhiên là nam ca sĩ Mạnh Đình. Chúng ta còn có Thùy Hương, Ánh Minh, Christine Sa, Lâm Nhật Tiến, Philip Huy, Sĩ Đan. Và ngoài ra thì trong vai trò MC thì chúng ta còn có Minh Phượng, Đỗ Tân Khoa và Thùy Dương cũng sẽ đến để đóng góp với chương trình. Thì ngày hôm nay anh Mạnh Đình có thể chia sẻ là cái lý do tại sao mà anh đã đóng góp với chương trình và có thể là một lời nhắn nhủ với quý khán giả đang theo dõi ở nhà để khuyến khích quý vị có thể đến với chương trình. Thật sự ra cái người ca sĩ, cái vũ khí của người ca sĩ đó là tiếng hát. Thì Mạnh Đình cảm thấy rằng là Mạnh Đình cũng là một người ca sĩ, thì tiếng hát của mình, một tiếng hát của mình cũng không có lớn lao gì cho lắm. Thì ca sĩ thì mình chỉ lấy tiếng hát của mình ra để mình và cái tên, cái tuổi của mình để mình làm những cái chương trình thiện nguyện trong một cái thời gian khán giả cũng đã thương yêu, đã dành cho một cái người ca sĩ, ví dụ chẳng hạn như là Mạnh Đình đi, là ca sĩ đã thương yêu, đã cho Mạnh Đình một cái tên. Cái tên của Mạnh Đình ngày hôm nay là do quý khán thính giả cho Mạnh Đình. Thì bây giờ Mạnh Đình cũng phải lợi dụng lấy cái tên này để Mạnh Đình làm một cái gì đó để giúp cho những người khốn khó hơn mình. Tại vì thay vì Mạnh Đình thấy rằng là nếu mà so sánh giữa cái nghề nghiệp của Mạnh Đình, của một người ca sĩ, nghề nghiệp và những người khác, thì Mạnh Đình thấy rằng là cái nghề nghiệp của người ca sĩ thì tương đối phải nói là rất là may mắn. Yeah. Là sẽ được nhàn hơn, được dỗi hơn. Nhưng mà thì mình phải biết là mình đã được may mắn như vậy rồi, nhưng mà phía dưới mình là còn bao nhiêu người khốn khổ. Hoàn toàn đồng ý với anh Mạnh Đình. Thưa quý vị, là đối với chẳng hạn như đối với kinh nghiệm của em, đối với Thùy Dương, thì nhiều khi đó Thùy Dương cảm thấy là có thể là thôi bây giờ mình làm, nhưng mà mình làm một cách thật là âm thầm, thật là âm thầm, tại vì cái đó là cái công việc mà mình đam mê thì mình làm, rồi mình không có lên tiếng nữa. Nhưng mà anh Việt Dũng lúc nào anh cũng nhắc với Thùy Dương là Thùy Dương, em có cái tiếng nói và em nên phải dùng cái chẳng hạn như cái tên của mình, như là tên Mạnh Đình hay là Thùy Dương, để mà chia sẻ, để mà nâng đỡ cho một cái công việc nào đó mà em đang say mê. Chứ em đừng có, tại vì khi mà mình có được cái tiếng hát, anh cũng có được cái tiếng nói, để cho quý khán giả thấy được cái công việc làm ý nghĩa mà chẳng hạn như anh đang đóng góp, hay là còn rất là nhiều những người thiện nguyện viên. Tại vì những cái người đó thì họ không có cái tiếng nói trên TV, trên đài truyền hình giống như là anh em mình. Anh Long có thể chia sẻ thêm về Hội Y tế, và nếu mà quý vị muốn đóng góp ở nhà bằng cách nào và muốn đến với chương trình như thế nào? Xin cảm ơn Thùy Dương. Chương trình của cái Hope Clinic và Hội Y tế Hy vọng sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 5, 6 giờ chiều ở nhà hàng Seafood Palace. Địa chỉ là 6731 Westminster Avenue. Ngay góc đường Westminster và Golden West. Telephone để liên lạc là 714-623-3892. Và quý vị có thể vô website www.hopeclinicvietnam.org. Ngày hôm nay thì Thùy Dương xin cảm ơn ca sĩ Mạnh Đình cũng như là nhạc sĩ Lê Đức Long đã đến với chương trình. Và trước khi mà chúng ta rời màn hình thì Anh Long có một lời chào đến quý khán giả cũng như là Mạnh Đình. Lê Đức Long xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị quý thính giả của Asia Channel, và xin quý vị vui lòng đến để giúp đỡ cho hội, cũng như Long là một thiện nguyện viên xin được giúp đỡ cho họ. Xin kính chào. Thì tất cả những gì từ nãy giờ là hôm nay Mạnh Đình đến đây là anh Long đã trình bày rồi, là cũng là vì cái mục đích từ thiện. Thì Mạnh Đình chỉ còn mong mỏi một điều rằng là quý khán thính giả hãy đến đông để coi như mình vui với nhau trước hết, rồi xong rồi mình đã có một cái gì đó để đóng góp, để cứu những cái người
khốn khổ, nghèo khổ hơn chúng ta. Mạnh Đình xin kính chào quý khán thính giả của đài Asia Channel. Em xin cảm ơn anh Mạnh Đình và xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Đức Long rất là nhiều. Cảm ơn cháu. Cháu. Thì Dương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình từ đầu chương trình đến bây giờ. Và một lần nữa xin chúc quý vị một ngày thật là đẹp. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thank you and goodbye. Bye bye.